Phấn phủ nén chống nhăn collagen của The Face Shop mang đến một giải pháp chăm sóc da hoàn toàn mới. Nếu bạn cần trang điểm, dưỡng da, chống nắng cùng lúc thì đây là gợi ý tuyệt vời. 1. Phấn phủ nén chống nhăn collagen siêu phẩm của The Face Shop. The Face Shop là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng của Hàn Quốc. Hãng được chị em châu Á biết đến nhờ những sản phẩm dưỡng da, chống nắng cực an toàn, hiệu quả. Công thức của phấn phủ nén chống nhăn được nghiên cứu và cải tiến dựa trên những công nghệ dưỡng da mới nhất. Sản phẩm được nén trong hộp nhỏ gọn, siêu xinh xắn, rất tiện dụng cho chị em. Phấn phủ nén chống nhăn collagen là lựa chọn thông minh cho những chị em độ tuổi từ 24 đến 35 muốn có nước da mặt mịn màng như da em bé. 2. Tính năng vượt trội từ phấn phủ nén chống nhăn collagen của The Face Shop chống nắng. Cũng như những dòng phấn chống nắng khác trước đây của The Face Shop, phấn phủ nén chống nhăn collagen phủ một lớp phấn cực mịn lên bề mặt da, chống lại hoàn toàn sự tác động của tia cực tím, giúp da an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Sự khác biệt ở siêu phẩm này có lẽ là kích thước của hạt phấn vô cùng nhỏ, tạo nên một lớp phấn siêu mỏng và kín. Tuy nhiên vẫn giữ được sự thông thoáng cho da, khắc phục được hoàn toàn hiện tượng lên nước hoặc mốc da mà chị em thường gặp ở những loại phấn chống nắng có kích thước hạt phấn to. Dưỡng da. The Face Shop đã tăng thêm lượng collagen trong công thức của phấn, đồng thời thêm tinh chất vàng gold làm tăng hiệu quả dưỡng da. Sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ thấy hiệu quả rõ ràng, dễ nhận thấy nhất là ngăn tình trạng hình thành nếp nhăn trên bề mặt da, chống lão hóa giúp da mịn màng, săn chắc như da tuổi tin. Trang điểm. Với lớp phấn siêu mỏng, siêu mịn, phấn phủ collagen làm nền cực tốt để chị em trang điểm. Nhờ khả năng bám bền bỉ, chắc chắn, người dùng khỏi lo lớp trang điểm bị bong tróc, xô lệch, những hiện tượng lộ phấn, mốc mặt hoàn toàn biến mất với collagen của The Face Shop. Với tính năng 3 trong 1 trên, phấn phủ nén chống nhăn collagen của The Face Shop rất xứng tầm để hiện diện trong túi trang điểm của những chị em hiện đại, trẻ trung.